Thế đều nhịp không? Đều nhịp không? Chẳng biết đâu. À, cái nhanh chậm hả? Đều với nhau. Không. Nhìn thân mình thấy các bạn hơi nhanh hơn mấy hồi đúng không? Đẹp không? Quá đẹp. Để giúp cái miệng càng cho sạch nó lên. Chút nhẹ thôi chứ không đùi miệng này. Có thử có gửi mã không? Anh nhập số điện thoại cho mình biết gửi mã không? Gửi thì chị sẽ gửi. Rồi. Hả? Không biết tâm nó làm cái gì là mạng như cô điện đấu thì thử số điện thoại của các bạn khác.
Ồ, dễ sợ thì. Cố lên. Mình làm cho sạch là mũi. Như mụn có. Như mụn đỏ đen luôn á. Cái này là mụn đỏ đen chứ còn. Có mụn to đây. Lao rồi. Kiếm gì đó là nói với chị nhé, cái là vì anh chị xa làm nên chị xa đang làm cho nó nhưng chờ chị xa xíu nữa đó. Yeah, cool.